Chào mừng quý vị đã đến với kênh GCT. Lần trước mình có bài viết nói về triết lý cuộc sống U60 nghe ngẫm. Từ cổ chí kim, chủ đề sức khỏe là không mới. Nhưng với sự tiến bộ của xã hội, khoa học kỹ thuật, phẫu thuật đã đem lại tuổi thọ con người sống lâu hơn một tí. Chúng ta phải rõ ràng rằng chúng ta không thể nào kiểm chứng được tuổi thọ của mỗi con người là bao nhiêu. Bài viết hôm nay chúng ta nói về U60 nhìn mặt biết sống thọ. Những người sống thọ sẽ có những đặc điểm sau. Theo các chuyên gia y dược Đại học Nhật Bản, tuổi từ U60 mà khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi thì họ sẽ sống thọ hơn. Theo nghiên cứu từ dữ liệu của những người song sinh, khu vực sinh sống của người trăm tuổi ở khắp nơi châu Á, từ trên núi đến đồng bằng, từ thiếu nhi đến trung niên, tất cả đều không có gì đặc biệt. Nhưng khi tới lão niên, U60 khuôn mặt bắt đầu thay đổi. Vậy thì lý do gì để ảnh hưởng đến tuổi thọ? Theo khảo sát thì hoàn cảnh sống, thói quen sinh hoạt, những hành vi đều ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nói chẳng ra, khi một con người ở tuổi lão niên, cuộc sống tốt, biết cách dưỡng sinh, người ít phiền não thì khuôn mặt họ sẽ trẻ hơn so với tuổi. Như vậy tuổi thọ họ sẽ sống lâu hơn. Còn nếu ngày nào cũng rượu, thuốc lá, cơ thể có dấu hiệu đốm đỏ, đốm đen, bớt to ra, tàn nhang, tóc khô, dễ gãy rụng thì ngũ tạng chắc chắn đang bị tổn thương, tế bào lão hóa nhanh. Những người sống thọ giống nhau ở những điểm sau. Đầu tiên là đôi mắt, ánh mắt nhìn phải có thần thái. Tới tuổi 60, không hoa mắt vẫn còn xỏ kim được, may vá thiêu thùa được, đó là tố chất của những người sống lâu. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt còn gọi là đèn dẫn đường. Nó báo hiệu cho chúng ta biết lá gan còn tốt hay xấu. Não bộ là trung tâm điều khiển. Đôi mắt là giác quan đầu tiên kết hợp với tứ chi. Nó sẽ giúp cơ thể hoạt động linh hoạt hàng ngày. Nếu đôi mắt nhìn không rõ, đốm trắng, đốm đen, chiều tối thì nhìn thấy chá hoặc bị chóng mặt, dễ bị té ngã thì tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng. Phản xạ cơ thể kém, cân bằng cơ thể cũng kém, như vậy là cơ thể yếu. Nếu như cơ thể suy nhược, máu không đủ sức nuôi đôi mắt thì mắt dễ bị đốm trắng như đám mây, nặng hơn nữa là bị cườm. Đôi mắt là một giác quan còn rất nhiều thú vị và còn nhiều bí mật. Thứ hai là đôi môi. Đôi môi phải căng mọng, hồng hào, không khô cũng không ướt. Người tuổi thọ thì đôi môi căng mọng, không bị nhăn nheo. Như vậy ta có thể thấy khí huyết có đầy đủ hay không. Khi nói chuyện đôi môi lên xuống bình thường, nói chuyện có lực, không có dấu hiệu méo miệng, nó báo hiệu rằng người này não bộ vẫn còn khỏe, không có dấu hiệu huyết áp hoặc trúng gió. Nếu như môi khô, nứt nẻ, thâm đen hoặc đốm trắng, đó là do thiếu máu hoặc ngũ tạng không tốt. Ngoài ra U60 khi ăn cơm, trong gia đình chúng ta cũng có thể thấy được động tác bình thường hoặc bất bình thường của tuổi già. Chẳng hạn như miệng nhai chắc chắn, không có tình trạng rớt hột cơm. Ăn cơm không chảy nước bọt hoặc nước canh ra ngoài. Nếu ăn cơm chảy nước bọt
ra ngoài hoặc nước canh ra ngoài thì não bộ vừa báo cho chúng ta biết rằng ngũ tạng đang yếu dần. Muốn sống lâu, nhiệm vụ của ta là phải chủ động vận động. Sức khỏe là cơ bản để đánh giá tuổi thọ của con người. Nó còn làm giảm bớt áp lực cho gia đình và xã hội. Lão niên, nếu người có nhiều bệnh thì chắc chắn đã có bệnh mãn tính hoặc cơ thể dễ nhiễm bệnh. Khi cả hai kết hợp lại, nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết là phải chống bệnh mãn tính hoặc cơ thể yếu. Nhưng mà như vậy, trước tiên ta phải thay đổi quan điểm. Đầu tiên đó là bệnh mãn tính. Nội mà hai chữ mãn tính không thì ta cũng hiểu rõ, đó là bệnh không phải ngày 1, ngày 2 mà thành bệnh. Đầu tiên ta phải thay đổi những thứ làm hại cơ thể và phải duy trì thay đổi những thói quen mà có hại cho cơ thể. Ví dụ như U60 hay lướt web hay xem YouTube. Nằm cũng lướt, ngồi cũng lướt, kể cả nấu cơm cũng mở loa cho to để nghe. Gần như chỉ có 8 tiếng là ngủ, còn lại thời gian là Facebook, YouTube. Cơ thể oải oải cũng không buông bỏ điện thoại. Như vậy là không tốt, bởi vì mình đã ép cơ thể hoạt động quá mức, tới mức chán nản, oải oải mà không buông điện thoại. Mình có thể thay đổi như sau: web vẫn lướt, YouTube vẫn xem, nhưng hạn chế thời gian. Chẳng hạn xem sau 30 phút, sau đó đi chăm sóc hoa, ra ngoài đi dạo, tập thể dục nhẹ trong nhà. Mục đích là tránh xa điện thoại. Vì báo mạng, Facebook, YouTube, nó cùng là cung cấp thông tin. Thông tin quá nhiều thì não bộ sẽ bị mệt. Tới tuổi U60, hãy xem thông tin là giải trí nhẹ nhàng, không xem cũng không sao. Tránh xa điện thoại một tí để não bộ được nghỉ ngơi một tí. Hãy gặp gỡ những người mà mình cần gặp, hãy làm những việc mà mình cần làm, để làm sao tinh thần luôn vui vẻ. Tinh thần tốt, bệnh không đến. Tinh thần tốt, nếu có đến, bệnh cũng sẽ mau khỏi. U60 phải hiểu, có những thứ tưởng là bệnh nhưng không phải là bệnh, bởi vì cơ thể U60 đã già rồi, đã lão niên rồi, nên khi bác sĩ cho thuốc chẳng qua là thuốc tâm an, để tâm ổn định. Vậy thì mọi thứ thay đổi nhỏ đó sẽ đem lại sức khỏe to. Khi có sức khỏe, ta sẽ hạn chế tối đa phải uống thuốc. Ngoài ra mình thấy cai rượu, cai thuốc lá cũng làm giảm tác hại cho cơ thể. Cuối cùng, chúng ta tăng cường dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh. Tuyệt đối đừng để cơ thể quá ốm. Cơ thể ốm là suy dinh dưỡng. Khi cơ thể suy dinh dưỡng mà gặp phải bệnh cảm thông thường cũng lâu hết. Khi cơ thể suy dinh dưỡng mà gặp phải bệnh mãn tính thì bệnh chừng nào mới hết? Chẳng lẽ phải uống thuốc mãi mãi? Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và thăm khám y tế định kỳ. Khi thăm khám y tế định kỳ, ta mới phát hiện những thứ tiềm ẩn của bệnh tật. Thứ ba, mình muốn nói ở đây là tinh thần. Khảo sát khu vực có nhiều người trăm tuổi sinh sống, đại đa số tâm lý thoải mái, luôn vui cười. Đó là điểm nhấn mà chúng ta có thể học tập. Vị chuyên gia dạy yoga người Ấn Độ có chia sẻ, sau khi tập yoga xong, ông dạy thêm mọi người cách cười trong 5 phút. Vì khi cười, khí huyết lưu thông tốt hơn.
Tâm lý vui vẻ ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Để cơ thể luôn vui vẻ, ta phải biết tu dưỡng, dưỡng cho tâm an định, bớt nóng giận, suy nghĩ tích cực, bớt tham sân si. Cơ thể luôn khỏe mạnh, sức khỏe tốt và giữ cho tâm hồn biết đủ, dung hòa và xóa bỏ những phiền muộn, để cuộc sống cuối đời của bạn tràn đầy năng lượng. Vậy U60 mới là người hạnh phúc. Khi luôn nở nụ cười, đó là một thành tựu của sự tu dưỡng. Nó được thể hiện ra bên ngoài, đó là khuôn mặt luôn trẻ đẹp hơn so với tuổi. Of harmony left me.